chào quý vị và các bạn. Liên tục từ đầu tuần cho tới nay, thời tiết miền Bắc duy trì ổn định, ngày oi nóng, còn mát mẻ về đêm và sáng. Trong trưa chiều nay, tình trạng oi bức sẽ tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ do hiệu ứng đô thị. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở các quận huyện nội thành có thể đạt mức 36 độ. Tuy nhiên, đến tối và đêm sẽ giảm nhanh về mức quanh 27 độ nên trời dịu mát. Mưa ít có khả năng xảy ra, nếu có thì cũng chỉ là những cơn dông nhiệt cục bộ. Trong khi đó, tại miền Trung, trời chuyển nhiều mây hơn ở các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân. Đến chiều tối sẽ có mưa rải rác, cục bộ sẽ có điểm mưa vừa mưa to. Vì vậy mà nhiệt độ cao nhất tại khu vực Trung Bộ giảm nhẹ, phổ biến ở dưới mức 34 độ. Đây cũng là mức nhiệt tại thành phố biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, do nằm ở phía Bắc rãnh áp thấp nên mưa ít xảy ra tại đây. Chủ yếu xuất hiện cục bộ vào chiều tối với lượng không lớn và thời gian ngắn nên không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Ở phía Nam, dưới tác động của rãnh áp thấp có trục từ 14 đến 17 độ vĩ Bắc, cộng thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng mạnh lên. Vì thế, chiều tối nay, mưa sẽ xảy ra ở trên diện rộng. Trong đó, Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông của Nam Bộ là những vùng mà khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức thấp. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, từ sáng tới giờ trời có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày được dự báo sẽ quanh mức 33 độ. Sau đó từ sau khoảng 15 giờ, trời sẽ nhiều mây và mưa có khả năng diễn ra. Cục bộ có điểm mưa vừa kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Người dân chú ý để đảm bảo an toàn. Đến đây, bản tin thời tiết trưa ngày 16 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.